Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Estinfor hỗ trợ tăng cường nội tiết, níu giữ nét xuân. Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 360 gia đình Việt. Dường như mối duyên của Karik, Lan Ngọc vẫn chưa chấm dứt kể cả khi cả hai khác đội với nhau. Trong nhiệm vụ bơi cùng bóng thể dục, các thành viên Running Man Việt Nam chơi là chạy đã có cơ hội trải nghiệm trò chơi tưởng nhẹ mà nặng. Lần này, vợ chồng Karik, Lan Ngọc không còn chung đội với nhau nhưng dường như mối duyên của cả hai vẫn chưa chấm dứt khi rủ nhau xuôi. Cả hai thuộc đội bơi trước để truyền bóng hơi cho đồng đội. Karik không bơi giỏi nên bị bỏ lại phía sau. Trương Thế Vinh vừa cổ vũ vừa sốt ruột. Dù vậy, nam rapper vẫn rất cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Còn Lan Ngọc, ban đầu cô là người vượt lên dẫn đầu, bỏ xa các đối thủ khác. Nhưng trong một giây sơ suất bị gió thổi, bóng của bé nớt đã trôi về nơi xa lắm. Vì phải đuổi theo bóng, Lan Ngọc về chót nên Dung Phạm phải gánh tim. Không kém gì Lan Ngọc, Thỏ Trắng cũng rất chật vật với quả bóng sai to. Một lúc sau, Dung Phạm mới điều khiển được quả bóng để bơi về đích. Cuối cùng, đội Thúy Ngân, Liên Vĩnh Phát về chót nên bị phạt quay vòng xua rủi phải chia đôi số đá đang có. Còn đội Ngô Kiến Huy, Trường Giang chiến thắng, nhận được 2 viên đá. Những trận chiến trong tập 7 Running Man Việt Nam, chơi là chạy không chỉ mang đến tiếng cười cho khán giả mà còn là sự sửng sốt, ngỡ ngàng trước sự may mắn, xui xẻo của các thành viên. Trong các tập trước, khán giả được chứng kiến vô số màn thính ngọt ngào của cặp đôi non nớt Lan Ngọc và Karik, là hai thành viên còn sống sót trong cuộc xé bảng tên. Lan Ngọc hoang mang đi tìm Karik, nàng nớt đi tới đâu cũng cất tiếng gọi tìm chàng non trong vô vọng. Điểm chung của cả hai là không có sức lực mạnh mẽ nhưng lại đầy mưu trí. Tuy vậy, việc đi song song để cùng tương trợ lẫn nhau chính là một chiến thuật đúng đắn của Lan Ngọc và Karik. Nhờ chiến thuật này, cặp đôi Lan Ngọc Karik đã lần lượt xử đẹp Ngô Kiến Huy và Thúy Ngân. Đáng chú ý, khi thấy Ngô Kiến Huy bắt nạt Lan Ngọc, Karik đã hết tốc lực chạy tới giải cứu cho người đẹp, đồng thời xử gọn nam ca sĩ giả vờ yêu. Đây là một hành động ghi điểm trong mắt Lan Ngọc và khán giả. Karik cũng không quên mối thù bị Thúy Ngân xé áo. Anh chàng hoàn toàn dửng dưng trước sự tha thiết cầu xin của nữ diễn viên. Biết thể lực đã gần cạn, Thúy Ngân chỉ còn cách quỳ xuống năn nỉ Lan Ngọc tha mạng, nhưng câu nói chưa kịp dứt thì bản tên của cô đã nằm gọn trong tay Karik. Karik xứng danh là các kiên trì, bền bỉ và nỗ lực nhất. Ở tập này, Ngô Kiến Huy đã sử dụng một chiêu duy nhất để tồn tại khi gặp các đối thủ mạnh. Bằng cách dùng cả chân và tay khóa chặt đối thủ, anh đã lần lượt sống sót ngay cả khi đọ sức với Trường Giang, Karik và Lan Ngọc. Trận đấu giữa Ngô Kiến Huy và Karik dài lê thê đến nỗi chàng rapper phải đành thả cho người bạn của mình chạy thoát vì quá mệt mỏi với chiêu thức càng cua. Karik, chú gấu trong lòng người hâm mộ. Karik đích thị là một chú gấu như fan đã hình dung, vừa là gấu, thật dũng mãnh khiến đối phương phải cẩn trọng, nhưng cũng là gấu nhồi bông chữa lành tâm hồn khiến người ta muốn ôm vào lòng. Từ trong cách thể hiện thường ngày, Karik hầu như luôn mang nét mặt lạnh lùng, khiến người đối diện có cảm giác kiệm lời, khó gần. Nhưng bước chân vào sâu trong thế giới của Karik mới thấy, các bài rap của anh lúc nào cũng liến thoáng nhất. Từng bị gia đình phản đối, không người hướng dẫn, nhưng trong hơn 10 năm hoạt động, con người này đã tự mày mò và đặt mình vào rất nhiều phép thử, cố không để bản thân bị rập khuôn. Gần đây, cứ mở TV lên vào tối cuối tuần là khán giả lại có thể gặp Karik ở hai show rap Việt mùa 2 và Running Man Việt Nam, dù trước đó fan phải đợi mòn mỏi mới thấy nam rapper này thỉnh thoảng tham gia show. Trong một livestream, Karik từng tiết lộ với khán giả vì sao bản thân hiếm khi xuất hiện các show truyền hình. Trước mỗi show, anh luôn cân nhắc kỹ càng xem mình có hợp hay không, vì ngại không phù hợp mà mình tham gia thì sẽ bị kỳ, mọi người không thích. Với kỹ năng và kinh nghiệm dồi dào suốt hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Karik nhận được nhiều sự yêu mến và đồng tình khi ngồi ghế huấn luyện viên rap Việt, mang vẻ trầm tĩnh, chỉ ngồi yên một chỗ quan sát. Nhưng những nhận định Karik đưa ra rất đúng, rõ ràng, rành mạch. Đến khi thử sức với một vai trò mới toanh là thành viên cứng của show giải trí kết hợp vận động như Running Man Việt Nam, Karik vẫn là một chú gấu. Dù là tấm chiếu mới, nhưng anh luôn song sáo trong các nhiệm vụ, cố gắng hỗ trợ đồng đội. Một khi đã tóm được con mồi là Karik rất nhiệt tình tấn công, phòng thủ cũng rất vững vàng. Dung Phạm chia sẻ về Karik, ban đầu Karik không nói nhiều, cứ im lặng từ đầu tới cuối, thể lực thì ngang bằng tôi nhưng lì đòn lắm chứ không phải yếu. Kiểu như nếu bị đẩy, tôi sẽ để cho thắng luôn, còn Karik thì không, không báo giờ bỏ cuộc, trách áo cũng chịu. Từ giờ đến cuối chương trình mọi người sẽ luôn thấy như vậy đó, thắng thua chưa biết nhưng rất lì đòn và không đầu hàng. Nếu theo dõi show thực tế Karik tham gia nhiều năm trước, khán giả sẽ bắt gặp hình ảnh nam rapper ngầu đét này ướt đẫm mồ hôi, người dính đầy lọ ngồi thổi cơm từ đầu giờ chiều đến khi trời sụp tối, rồi cảm thấy quạo vì mình đã làm không tốt. Hoạt động nghệ thuật hơn 10 năm, số show truyền hình mà Karik tham gia chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng một khi đã tham gia, anh đều rất hết mình, song sáo và đặt cả tâm huyết vào đó. Tuy bắt đầu hoạt động từ hình ảnh gai góc, nhưng Karik sau nhiều năm lại có khả năng biến hóa linh hoạt khiến nhiều người trầm trồ. Vốn không phải là người có thể nhanh chóng bắt nhịp ở môi trường mới, nhưng một khi đã hòa hợp được với mọi người, Karik lại lầy lội chẳng kém ai. Không chỉ ở rap Việt, Karik còn nhiễm mặn sang đến cả chơi là chạy, xuất hiện từ nửa cuối tập 4, nhưng thành viên mới này giờ đã hòa nhập với dàn cát, lại còn khiến fan rần rần vì tích cực tung hứng, quăng miếng với các thành viên còn lại. Câu chuyện ôm Ngô Kiến Huy hơn 10 phút trong trận xé bảng tên,
chăm sóc vết thương cho Liên Bỉnh Phát. Hai lớp Linh Chàng non nàng nớt với Lan Ngọc nhận được nhiều phản ứng tích cực của khán giả, thu hút thêm nhiều fan háo hức rủ nhau chèo thuyền. Khác xa với hình ảnh rapper cung ngầu trong tưởng tượng của nhiều người, Karis trong Running Man Việt Nam lại nhiều lúc ngố ngố và liên tục su cà na, tả tơi trong các trận đấu. Đây cũng là lần đầu tiên anh bộc lộ những khoảnh khắc khác với hình tượng bao năm qua, thậm chí với nhiều khán giả Karis khi chạy như một con người khác. Khi đi quay hình tại Hàn Quốc cùng dàn các Running Man Việt Nam, Karis đã khiến fan vừa thương vừa buồn cười vì đoạn không hề đóng đinh cho mình một hình ảnh rapper cung ngầu. Karis suốt hơn 10 năm hoạt động luôn cố gắng đặt mình vào nhiều vị trí, tự đưa mình vào các phép thử, vượt qua định kiến để đưa mình và cộng đồng Underground đến với khán giả. Có thể nói Karis chính là một người đa nhân cách, ngầu có, nhiệt tình có, tình cảm và ấm áp cũng có. Và đặc biệt, chàng trai này luôn rất thật, rất hết mình với từng công việc mà anh được nhận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, clip của chúng tôi. Nếu thấy hay hãy theo dõi và ủng hộ kênh nhé!